Vợ chồng Trấn Thành, Hadi Won nhiễm Covid-19. Trên trang cá nhân, vợ chồng Trấn Thành và Hadi Won đều thông báo dương tính với Covid-19. Nam MC báo tin, giọng điệu hài hước, rồi ai cũng dính. Cùng xét nghiệm nhanh Covid-19, người đại diện truyền thông của Trấn Thành và Hadi Won nói với Vietnamnet, cặp đôi bị Covid-19 và tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng vẫn ổn. Trấn Thành có biểu hiện hơi mệt, chán nóng liên tục, nhõng nhẽo. Với bà xã, Hadi Won kêu chồng, hôm qua anh còn hát karaoke tưng bừng. Tôi đã bảo anh giữ gìn sức khỏe mà anh không nghe. Nam MC đáp trả, đừng giả vờ quan tâm tôi nữa, hãy để tôi một mình gánh chịu mọi khổ đau. Theo chia sẻ của Hadi Won, mặc dù mắc Covid-19, nhưng triệu chứng của Trấn Thành cũng không có gì đáng lo ngại, mấy bữa đầu mới hai vạch. Trấn Thành sốt cao, giờ thì khỏe hơn rồi mọi người, có điều vẫn nói nhiều và không quên định vợ, ca sĩ Hadi Won chia sẻ. Nói chung ngày đầu mắc Covid-19 thì ông Trấn Thành chỉ đau họng một chút thôi, không ảnh hưởng gì về giọng và khả năng ca hát, ca sĩ Hadi Won thông tin. Xuất hiện trong clip mới nhất chia sẻ về tình trạng sức khỏe khi trở thành F0, Trấn Thành cũng khẳng định không ho mà chỉ sốt cao. Có lúc lên gần 39 độ, em nghĩ em dính trong rạp phim quá vì trước đó em có đến rạp chiếu phim hoạt hình. MC Trấn Thành đặt giải thuyết về nguồn lây Covid-19. Về triệu chứng cụ thể đầu tiên, Trấn Thành chỉ cảm thấy ngứa cổ. Cứ nghĩ là do nói nhiều, hát karaoke nhiều nên bị khản tiếng, sau đó nằm ngủ máy lạnh nên triệu chứng phát ra nhanh và tệ hơn. Sáng ngày thứ hai, tỉnh dậy tôi thấy cổ họng đau nhiều hơn và bắt đầu ớn lạnh. Tôi cảm giác các cơ, xương khớp đau nhức ê ẩm, như kiểu vừa tập thể dục quá sức. Cơ thể rều rã, không đi nổi và thấy rất lạnh. Sau đó tôi test nhanh và phát hiện hai vạch, Trấn Thành cho biết thêm. Vợ Trấn Thành cứ 4 tiếng lại kiểm tra nhiệt độ cho chồng một lần. Nếu có biểu hiện sốt thì Hadi Won trùm khăn lạnh để ông xã hạ sốt. Trong thời gian mắc Covid-19, Hadi Won chăm sóc chồng chu đáo như long người, trùm khăn lạnh để MC hạ sốt đỡ mệt, đặt câu hỏi khi khỏi bệnh Trấn Thành có chăm lại vợ không? Ca sĩ Hadi Won nhận được câu trả lời không mấy tích cực vì nam MC quay ngoắt người và kêu mệt. Nhiều khán giả không nhìn được cười bởi mắc Covid-19 nhưng Trấn Thành vẫn giữ được nét hài hước vốn có. Trong khi đó, Hadi Won cũng giữ được sự bình tĩnh dù phải cơm bưng nước rót cho Trấn Thành. Anh Trấn Thành đã khai báo y tế đầy đủ để nếu Hadi Won mà test lên hai vạch thì mình cũng khai báo ngay lập tức luôn. Các bác sĩ nói, anh Thành nếu khỏi bệnh 7 ngày sau mới được ra ngoài. Kết quả của mình vẫn âm tính sau 2 ngày của Trấn Thành mắc Covid-19. Điều đáng sợ nhất Hadi Won là khi anh ấy sắp hết bệnh thì Hadi Won bị dương tính. Lúc đó Trấn Thành buộc phải ở cùng vợ thêm 7 ngày nữa. Còn trước mắt, mọi việc vẫn suôn sẻ, vợ Trấn Thành cho biết.